Chào cả nhà. Sáng ngày hôm qua thì anh Tâm đi vô trong cái cặn lưới dài vậy đó, đi bắt được ít cá về, mua ít cá về rồi hắn nói hôm nay mua thêm khổ qua. Nay mình là hầm, còn khổ qua hầm này là cái dài, cái dài, còn này là cái cháo. Cái cháo này cái mồi thấy bé béo dữ rồi nha. Béo không chi, hôm qua đem về ăn béo không? Giờ Tèo đang làm cá để nạo, nạo cá cháo với cái dài trộn chung. Mọi con cá này nó xương mà mình nạo lại là không có xương. Để lại mới để cho ông Bi mua để cho nó qua. Hủ qua này giờ ngon hơn hủ qua kia chị, hủ qua này mắc hơn hủ qua thường của mình đó. Hủ qua này cái vỏ mỏng ruột nhiều. Tủ không ta, Bi nó mua 4 kg vậy thay là 5 kg. Trời ơi, có cái son nào bự như vậy không? Nhà mình son kia đủ không ta? Kìa, cái son này nè, son mình hấp á. Son nó đủ không biết nè, đủ hết 5 kg không? Kìa, cái hộp hủ qua mà chín chín kìa, hồi đem ra ngoài thấy ngoài á chi? Dạ. Cho nó leo lên. Để còn 2 trái. Ừ. Vậy nè, mình dồn thịt nhiều hả chị? Ừ. Này, vậy nè, dồn. Còn cái hôm qua kia thì cái thịt dày. Hôm qua này thì đắng hơn. Nhưng mà vỏ mỏng, ăn không có ngán. Ừ. Rồi, đây là thịt. Thịt bằm. Bằm với cho một thau nhiều nữa đã. Xoay đem. Xoay tí bỏ vô. Nãy cái để ít bột ngọt, ít đường. Rồi cho ít nước mắm nữa, cho tiêu hộp vô. Bên đi xin hành lá rồi. Quả trần thao dữ vậy ta, nhiều quá. Cho xíu nước mắm vô. Trông có nhiều. Nhiều dữ vậy ta, gì chứ nhiều ha, hơn nửa ký thịt, hơn nửa ký thịt à, mỡ mỡ đùi mỡ mỡ. Ở nhà bữa trước 1 kg còn nữa là 5 kg. 5 kg hôm qua một, nãy không biết nhiêu ký cá này. Món cá chưng á với thịt, hôm qua cũng mua hết 1 kg thịt heo chưng cho một son luôn, cái múc cho người ít ít hết luôn. Hôm qua không thấy đứa nào xuống hết. Đó, bắt đầu dai rồi cả nhà. Vậy đầu thao luôn chi. Nhiều lắm á. Xếp vô vô chứ. Nè. Phải hôm qua đầu dai vậy đó chi. Làm được chưa? Rồi,
dai vậy. Này nhồi càng nhiều càng dai. Ngồi chi mày chấm ăn lần lần đi chơi chơi. Quá nó chạy miếng chơi. Chạy chạy của cài. Mắm này kêu mắm gì? Mắm gì con? Rốt, rốt bằm. Ăn bình. Ăn bình. Ăn bình. Ồ nhờ, nhờ mê này dữ lắm mà bởi vì bình đây cả. Ngon không? Ngon. Nó ăn miếng bự bự vô. Cặp bự bự lại vô con. Vậy là cái con rút tươi hả chị? Ừ. Tươi ớt gia vị. Rượu ớt tỏi. Miếng gia vị đường ngọt. Muối. Nó bớt. Ngon bằng. Dạ ngon. Ngon. Cái này hơi khô. Ba đậu bình. Ừ, vừa ăn à. À dưa chai con chim cỡn đang ngủ. Chứ cha nó mà không ngủ lại này vô mánh này nè. Nãy về mới ăn rồi một trái. Nãy xong chỉ cái gì mắm cho. Ăn không. Làm đĩa không thôi à. Không thèm con chạy vô con mua không bác. Cái hổm cô làm á, cái cô cho mấy đứa mình nhận tiền ăn, cái nó qua nó đặt cô, cái cô nói không có, cái nó nói dĩa 200 cũng được, không có trên mắt đâu làm đi cô làm đi, cái nó nói không phải không làm mà phải không có. Lâu mới có rút lại rút nhìn ta bằng thân thì thiếu gì nước tươi thiếu khó đó. Ngay dịp mình đi gặp ta đẩy biển ra mình mua. Bình nó dễ ăn lắm, mắm nào cũng biết ăn hết á. Này có bằng á con? Có cái bằng mới trồng kìa. Bằng nãy. Còn lá rồi. Nhưng dụng nãy này có bằng. Chưa dạ. Bữa con cho một tiền teo. Teo mắm ruốc mà con mặn giống như mắm tôm vậy đó. Ta nói ở dưới nó xin bệnh. Trái thấy là lạ hàng phải làm nhiều hả chị, ăn hết không? Bánh sẵn tắt luôn cho hồi mấy đứa nó. Chua dữ không? Chua không bình? Không. Sao không chua? Hồi xài non, không chua. À, xài non là nó không chua hả? Nó chua không mà nó xài kia. Vậy em nghĩ càng non càng chua chứ. Cái này đâu chua đâu. Cũng chua mà cặp chứ cái này mặn mặn. Không, cái này có ớt nhiều. Thiếu ớt à? Thiếu ớt, ngãi cô đổ ra là cũng thiếu ớt. Con này cho bạn cho con này kia. Con này ướt ướt á, ướt mà trong cái tủ. Con chảy nước miếng. Ăn miếng rồi. Ăn thử miếng rồi. Hồi em ăn thử. Lúc mà ăn miếng rồi. Đại thì ta ăn được mà ăn được. Cảm ơn con. Không có chua ăn. Ăn chua. Ăn thử chua. Ăn chua mà thèm. Ăn chua không? Ăn chua. Ăn chua không hả? Giọng cũng qua hết bệnh. Gụm à. Mình nó ăn không thèm mấy sợ. Cái gai gụm gụm gụm. Này hơi mặn đúng không? Này mà lạc xíu nữa. Ngon. Không ô mặn, không có mặn gì đâu. Này bỏ miếng đường này, ớt cho nhiều là ngon. Này hơi mặn. Khó canh lắm chứ bộ. Ủa rồi mình muối sao không được hả? Mình ướp vô sao không được hả? Không.
làm một lần một. Nướng nữa. Gì nữa đó. Nè ô mà chi nó nấu. Ô mà chi. Rồi, giờ tới phụ qua. À, chuẩn bị đi lưới vậy, thấy qua đây sạch. Vào đi em. Sớm giờ thấy sạc cái chỗ mình á, sạc bình. Nãy chả này mấy ký luôn á trời. Thịt nó cũng nhiều à. 4 ký vậy chị. Tại cái khổ qua này nè. Khổ qua này khổ qua được nhiều. Được nhiều. Hơn ta có chữa nữa. Ừ. Ừ nữa. Còn hơn là cái chiên cái bậu. Trời ơi, nghe nghe nãy mừng lắm à. Ơi cái son này hết không trời? Hết chứ. Này một nồi này là chia hết cho chị em vòng vòng luôn, bởi vì cho nên làm một nồi dữ vậy nè, rồi hồi về cái chia ra rồi anh chị em mà tự ham lại. Trời ơi mới kêu nó về tới, kêu nó đi chạy đi, anh kêu mới đi. Dầu ăn vô đặng cho nó mướt, mướt cây củ à. Nãy giờ quên để vô, phải để vô trước. Vừa tức điện con á. Cho nó mướt trái củ à. Chi? Dạ. Nãy giờ quên để dầu ăn vô cho nó mướt trái củ à nè, thấy không? Bấm nha. Nha. Ừ. Chân để vô nó bấm nè, thấy không? Nãy giờ chị quên. Được rồi, chị ơi. Thử thử mấy trái dưới thứ coi. Thử cái nhân khổ qua coi nó có dẻo. Cái nhỏ đi. Khổ da. Có dai không? Cái mồi là dai rồi đó. Ừ. Cái mồi là dai, nó sao đây?
múc được rồi đó chị. Để người ngồi múc cho người ăn trái chứ. Đám cá này của Út Đèo nó mua gửi cho chị nhà trọ. Bữa nay đi bắt cá để mua. Mua đóng gì nè, cái thấy thằng thường mua cá thằng cho vậy nhà trọ. Cái mua đem về cho thằng cho giùm. Cái gì chiều nay thằng gửi lên cho nha. Ngon quá. Cái đuôi này ngon. Cái đuôi đập á. Vậy chứ cái đuôi đập nó ngon hơn cái đuôi xong. Cái đuôi xong nó ngon chứ cái đuôi đập luôn luôn nào cũng ngon hơn. Này tấm lòng của em Út Đèo. Con này nó ướt. Cái chẽm nè, cái chẽm con. Người ta bắt nặng, người ta thả tôm á, thả tôm thả cua. Chứ nếu không bắt mấy cái này mà để thả tôm thả cua là nó ăn hết á. Xong. Xong cái nồi nhà hoa hầm. Gì con? Gì mà kỳ. Rồi nha. Lên lo. Chi? Lên lo kêu ai múc thì múc nha. Bi chắc hồi Bi phải chạy về chồng Bi. Bi đem khổ qua đem về á Bi. Hồi con phải chạy về chồng con đem khổ qua về nè. Cho nội cho ngoại. Hả? Cho nội cho ngoại luôn. Mấy chị em xúm nhau làm cái khổ qua. Mấy chị em làm cái khổ qua dồn. Ôi nhà mới của cá. Em mà nhà mới của em. Mệt con quá. Ba quá. Mệt quá. Tâm mời mọi người ăn cơm. Rồi tâm mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cô chú anh chị ăn cơm. Cô mời ba mẹ ăn cơm. Con mời cơm vậy. Lâu lắm mà mình phải ăn khổ qua. Ba ơi. Ê. Ba lấy chua chở bằng cái cơm chua. Ừ. Chua. Khổ qua giòn với cá ngon. Ngon mà. Chấm mắm mặn. Trời cho ớt hiểm rồi. Được rồi, đeo cái mờ lại không em? Cái gì vậy? Đeo cái mờ. Có trình hình. Này cái mệnh chi? Ngon. Ủa hầm ngon ha. Một xóm luôn. Chia hết rồi anh. Còn ít. Chia hết xóm luôn. Hết hồn luôn. Đầu tiên là bà nội với bà ngoại. Rồi cái mới múc cho anh đợi con mấy đường. Dương rồi mực teo. Chị Huệ. Hết luôn á. Qua nhé luôn nè. Qua đây. Có nhìn thấy nè. Có. Đâu thấy hả? Chị thấy rồi nè. Cho chị Huệ mà. Chắc không có cho anh quấn quá. Chỉ với Huệ. Có. Tóm lại là hết luôn á. Ai cũng có phần á. Mẹ ơi. Ơi. Đi đem về cho ngoại. Nội. Mẹ ơi con nhìn hết rồi thôi nha. Ừ. Con cho con coi á. Cái con qua này nè. Con qua mình á, cho nên cái ruột nó bự ghê anh. Dồn đâu cỡ 4 kg, 3 4 kg chả. Trời ơi, làm mới sớm ăn. Còn ăn hết thôi. Vui vui hả? Vui quá. Quá vui. Vui quá. Quá vui. Đâu có tiếng nào. Có tiếng đâu. Lòng ở tiếng hả?
tưởng được hủ qua này đắng mà cũng đâu đắng gì mấy anh. Đâu đắng không? Ừ, ngon. Vừa ăn mà. Hủ qua đắng ăn mới ngon. Tết 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 đã đến rồi á. Chị Huệ nè, sớm nó kho hai cục thịt cho đâu ba cục thịt, hai cái trứng, hai cái trứng gì đó. Nó đem xuống cho bé Bình ăn. Có lửa tắt đèn của nhau. Cúp điện nhiều khi tâm dựng mấy đèn không? Khỏi mồ quẹt. Không được rồi. Không được rồi. Cái gì mà không được rồi? Ăn cây nặng đó. Ngon dữ trời. Ba chứ giờ của bà kìa. Ừ? Giờ của bà kìa. Cái gì của ba? Ờ. Cái đạp. Nó là của ai? Vậy? Nó này của ai? Con. Con mua nào ba không biết? Con mua đó. Mấy chục ngàn á. Mấy chục ngàn á. Về hả? Chứ gì? Nghề giá của con mình thấy dùng ngàn. Nó có con hay dùng cũng lâu lắm rồi, nó quan không ở miền Tây ở quê thường thường đám giỗ rồi hay có vụ hủ qua hầm mỗi đám luôn anh. Miền Tây là đám giỗ mỗi đám hủ qua chơi một cục nữa. Sáng mua ký thịt, ký thịt đùi. Ký thịt đùi với chừa lại chút kho đó, còn nhiều làm hết. Trứng cá ngát hả? Trứng cá ngát hả? Trứng không con nè, bên nữa. Trứng hai lần. Chén cục hả? Chị đi đem nắng có nhiều cơm chưa? Có hả? Ừ.
nó bự luôn. Chị đang mực cua lên lấy về hả? Mực cua nó lên xin xin mẹ về nó ăn chua. Có canh này khỏi nó ăn chua. Mà cái nó có canh khỏi nó ăn chua. Mực lấy cục mẹ về ngày mới nấu. Ngon Nguyễn. Nguyễn. Đi biển bắt ốc luôn. Rồi giờ cũng tối rồi cả nhà. Vậy gia đình của Tâm xin chào cả nhà nha. Hẹn lại cả nhà vào buổi sau.